Kính chào cô và các bạn đến với bài thuyết trình của con là Hương Thảo, 13 tuổi. Hiện tại con đang học ở trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Bá, sông Mất Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con muốn giới thiệu với cô và các bạn về dự án web thu thập thông tin và công nghệ ô tô của con. Trang web thu thập thông tin công nghệ ô tô có thể giúp chúng ta cập nhật những thông tin mới nhất về công nghệ đang sử dụng trong ngành ô tô, bao gồm những công nghệ mới nhất được phát triển, những thông tin và có thể hiểu rõ hơn tính năng của công nghệ mới nhất của các mẫu xe ô tô đang được sản xuất trên toàn thế giới. Và không chỉ vậy, chúng ta cũng mất khá nhiều thời gian để biết tìm được những trang web thông tin uy tín để có thể biết về những thông tin ấy. Vì vậy nên là con đã cố gắng tổng hợp thành một trang web có thể cập nhật những thứ đó về ô tô ạ. Và trang web con thì gồm có bốn mục lớn, là mục đầu tiên là về dạ mục đầu tiên là về bảng một cái bảng về những loại hãng xe, những cái hãng xe, tên xe và giá ở trên thị trường đang được bán hiện tại. Mục thứ tiếp theo là một cái biểu đồ về top 10 xe bán chạy vào năm 2021 khi so sánh với năm 2022 ạ. Và mục thứ ba là về mục tin tức về những cái về công nghệ xe ô tô. Ví dụ như là những thứ mà có liên quan đến ô tô nè. Và cuối cùng là con cũng có chèn thêm một mục nữa về cho cái giới thiệu về người làm là con ạ. Thì cái này thì con giới thiệu về tên, tuổi, nơi con sống và nick Facebook ạ. Và để biết rõ hơn về nguồn con lấy thì con đã thêm những cái link vào ở dưới cái mục màu hồng lớn này. Ví dụ như là phần giá giá xe này thì con đã sử dụng báo của VnExpress, cũng biết đọc. Và phần này thì con dùng báo VietnamNet. Phần tin tức thì con dùng báo giao thông ạ. Về phần code con thích nhất thì bên Bytecham thì có thể là con nghĩ là phần đoạn này ạ. Và phần đoạn này thì có chức năng là hiển thị những cái hãng xe nè, tên xe, giá ở trên cái bảng của bảng bảng giá xe bên này ạ. Và còn bên HTML, còn bên này thì có lẽ con thích nhất là phần về bản thân con, tại vì con được tìm hiểu thêm một số cái khác, như ví dụ như là con nói chung là kiểu nó thú vị với con ạ. Và trong quá trình làm thì con vẫn gặp một số lỗi như là máy con bị đứng và con không chạy được chương trình, hay chương trình bị lỗi không hiển thị được, và một số thiếu sót còn lại là có lẽ là con đang cố gắng khắc phục để bỏ cái phần trống ở đây đi. Với lại thêm một số chức năng cập nhật về ô tô nữa để cho trang web thêm hoàn thiện hơn. Thì có thể trong tương lai là con sẽ làm cho giao diện đẹp hơn một tí. Thì ở đây thì giao diện của con chỉ có màu hồng với màu đen thôi. Sau này con sẽ cố gắng con tạo thêm những cái hình ảnh khác, ví dụ như là những sticker ô tô sau đó để có thể đẹp mắt hơn, và một số chức năng mới để có thể giúp trang web được hoàn thiện hơn ạ. Phần trình bày của con đến đây là kết thúc. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe ạ. Rồi, cô cảm ơn phần thuyết trình của Hương Thảo. Hương Thảo trình bày rất là trôi chảy và đầy đủ các ý. Rồi. Thảo vẫn chia sẻ màn hình cho cô để các bạn nhận xét cũng như là xem cái bài nói của mình nhé. Rồi, sau đây cô sẽ mời một số bạn nhận xét phần thuyết trình và bài làm của Hương Thảo nhé. Cô mời Hoàng Lộc nào.
Nếu cô là bản thuyết trình to rõ ràng trôi chảy, bài của bạn thì cũng có hai màu sắc mà bạn yêu thích, đó là màu hồng với màu đen. Rồi bạn cũng thêm được cái phần biểu đồ cùng với cái thông tin giới thiệu về bản thân. Rồi nhiều cái phần các cái thông tin về giá xe ô tô thì thấy nó cũng đầy đủ rồi ạ. Em xin hết. Rồi, Lộc có gợi ý cho bạn thêm phần nào để bạn có thể sáng tạo thêm cho cái trang web giao diện này của bạn không? Có ý tưởng gì không? Dạ em nghĩ là có lẽ bạn nên thay đổi cái màu của phần tin tức một tí ạ. Ừ. Màu tin tức đang là mặc định là màu trắng đúng không? Nó đang lệch tông so với màu đen, màu hồng. Rồi, ok, cô cảm ơn Lộc. Rồi. Tiếp theo cô mời Huyền Quang nào. Huyền Quang nhận xét giúp cô phần bài làm và phần thuyết trình của Hương Thảo. Cô là phần thuyết trình của bạn ấy đã rõ ràng đầy đủ lành mạch, và bài sản phẩm của bạn ấy thì cái mặt phần mà giao diện thì con thấy là nó cũng đã được rồi, đã kiểu nó bớt bị kiểu nhạt rồi, với cả cái mặt phần thông tin ở trong cái bảng thì con thấy cũng đầy đủ rồi. Rồi, con có ý tưởng gì để cho bạn sáng tạo thêm cho dự án hay không? Cậu không có. Ok, Huyền Quang. Rồi, về phần cơ bản thì cô nhận xét bài của Hương Thảo như sau. Thứ nhất là về phần code. Phần code thì Hương Thảo đã lập trình đầy đủ các ý cũng như là vận dụng thêm được cấu trúc thảo hồi cho cô phần code của file view. Thì Thảo đã vận dụng được hết các kiến thức để có thể truy cập một cái website và lấy được dữ liệu ở trên cái website đó, cũng như là biết cách để có thể lọc các cái thẻ ở trên trang web và hiển thị lên cái trang của mình. Cô đánh giá cao về cái phần mà thiết lập màu sắc của Thảo. Thảo rất là có cái ý thức là tự mình khám phá và tìm hiểu thêm để thiết kế được cái giao diện sao cho nó được theo cái mong muốn của mình mà chúng ta không bỏ qua cái phần đó. Thảo rất chú trọng về hình thức là cái thứ nhất, là về màu sắc đúng không? Và thứ hai là về phần con vẫn mở cho cô cái giao diện Vycharm đi. Phần sử dụng cấu trúc điều kiện bắt cuộn cho cô dùng dưới cái phần đấy. Thì ở đây con đã sử dụng kết hợp vòng lọc for và cấu trúc điều kiện danh sách để lọc ra những cái thông tin mà mình cần. Ví dụ như là con muốn thông tin của U Linh thì mình sẽ kiểm tra nếu cái hãng xe nó là U Linh và cái dòng xe nó là Hồng Quang Mini EV thì chúng ta mới mới lấy thông tin, bởi vì thực tế trong cái hãng U Linh này nó có thể có rất nhiều loại xe khác nhau đúng không các bạn? Thì chúng ta cần kết hợp cả hai cái điều kiện này. Thì Thảo đã biết cách để chúng ta kết hợp giữa vòng lặp này, điều kiện và cấu trúc gọi là logic ấy. Logic sử dụng and or not ấy, để chúng ta có thể lọc được cái thông tin chúng ta cần. Thì cái phần code của Hương Thảo đã vận dụng được đầy đủ kiến thức cũng như là hiểu được bài. Tuy nhiên là cái về về cái phần trình bày thuyết trình của Thảo thì Thảo thuyết trình đầy đủ các bước trôi chảy, rõ ràng, mạch lạc và trình bày được cả ý nghĩa, mục tiêu để mình tạo ra cái dự án này nữa. Đó. Thì Thảo thuyết trình tốt và bài làm cũng tốt. Tuy nhiên nhé, là cái phần mà con trình bày về số liệu thì chúng ta đã đủ rồi. Nhưng mà con chưa trình bày về cái phần chúng ta làm thế nào để chúng ta lấy được cái số liệu này. Con có thể mở cái trang web mã nguồn mà mình lấy lên, con mở cho cô cái mã nguồn. Dạ, của cái bảng này Của cái luôn hả? bảng giá thì thực sự là cái bảng giá này cô cũng phải hỗ trợ Hương Thảo. Đó. Các bạn có thể mở cái trang web này lên nhé. Và các bạn Nó có bị lỗi hay bị lỗi lắm cô? không phải, tại vì con đang gắn cái link là VN Express nó bị lỗi thôi.
còn copy nguyên cái link đấy. Cô không nhầm thì nó không có HTML, nó là HTM. Hoặc là con vào cái file view ấy. Cái file view thì link nó sẽ chính xác. Đấy, thì khi trình bày cái phần thuyết trình của con ấy, con nên mở cái mang trang web mã nguồn ra để chúng ta phân tích là chúng ta lấy từ thẻ nào và lấy bằng cách nào. Thì con thiếu cái phần đó nhá Thảo nhá. Đấy, thì khi mà con mở cái trang web này ra thì các bạn sẽ thấy là chúng ta đã lấy số liệu bằng cách nào. Nó Và vẫn bị tại sao lỗi chúng á ta cô ơi. Chắc người ta xóa hay sao. Nó vẫn bị lỗi thôi cô. con nhấn vào cái mục nếu mà nó lỗi thì chúng ta sẽ không lấy được số liệu. Ô tô xe máy vnexpress.net. Đó, để các bạn có thể thấy được cái giao diện gốc ấy. Tôi bị bày này cô. Rồi con mở trang chủ ở VN Express rồi mà. Con nhấn vào logo của nó. Không, logo của VN Express thôi. Rồi con nhấn vào cái ba chấm xem nào. À, cái ba dấu gạch ngang để xem các cái mục của nó. Dạ đâu cô? Dạ đây ạ. Ừ. Rồi tìm xem cái phần Nó bị lỗi này cô. rồi Mấy con đợt này nó cứ bị trên cái lỗi. trang này lúc mà cô hỗ trợ Hương Thảo ấy thì nó sẽ có một cái danh sách khoảng 700 loại xe khác nhau. Đấy, thì các bạn biết là cái số liệu nó rất là lớn và chúng ta cần tìm đúng cái loại xe Để mà đây chúng ta cô. cần lấy số liệu Ủa? ở đây. Đấy. Đây là cái bảng này. Nó bao gồm hơn 700 nhá, hơn 700 loại xe luôn. Và làm thế nào để chúng ta lọc được đúng cái loại xe chúng ta cần và giá chúng ta cần thì đây sẽ là một cái vấn đề khá là phức tạp và nan giải. Đầu tiên chúng ta sẽ phải lấy số liệu tại cột thứ nhất là hãng xe tên là gì đúng không? Và thứ hai là dòng xe là gì. Sau đó là chúng ta lấy cái giá niêm yết của nó kiểm tra. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc if else để chúng ta sau khi lấy xong số liệu nhé, chúng ta sử dụng cấu trúc if nếu cái cột thứ nhất là cái loại chúng ta cần và cột thứ hai là loại chúng ta cần thì chúng ta mới lấy cái cột giá niêm yết kia, không thì chúng ta bỏ qua. Chúng ta phải lọc 5 loại xe chính đúng không, 5 loại xe chúng ta cần trong trong gần 800 cái loại xe này đó, thì chúng ta làm thế nào để chúng ta lọc ra đúng cái chúng ta cần là cái phần khó, thì Hương Thảo nên trình bày thêm cái phần này nhá Thảo nhá. Đó. Rồi về cơ bản thì giao diện dự án của Hương Thảo trình bày đẹp và tốt. Về cái phần con cuộn xuống dưới cho cô phần biểu đồ, cái phần mà có cái cách ý, có cái cách xa ấy thì con có thể mở cho cô cái file HTML. Cái phần nào cô? Đấy, nó có cái khoảng cách ở đây này đó, Dạ. bởi vì ở giữa cái tiêu đề top 10 này, cái link này Dạ. và cái hình ảnh nó có các cái thẻ BR, thẻ BR ở trong HTML là thẻ xuống dòng, thì khi Dạ. đó nó sẽ bị cách xuống. Bây giờ con sẽ sửa bằng cách con bỏ đi những cái thẻ BR của cái phần đấy, BR đấy. Dạ đây đúng không cô? Ở đâu ạ? À, thì con có thể sửa bằng cách con bỏ những cái thẻ BR thừa đó đi thì cái biểu đồ của con nó sẽ không bị cách ra như vậy nữa nhá Thảo nhá. Dạ, cô là bỏ cái BR này đúng không cô? Ở sau cái tiêu đề của con ấy. Đấy đúng rồi, thẻ BR. Còn hai cái BR à. Không, hai cái Cái này BR. là cách cho cái tin tức á.
Ừ. Đấy, cái thẻ BR là cái thẻ xuống dòng nhá. Rồi ok. Rồi phần thuyết trình của Thảo tốt rồi và phần lập trình cũng tốt. Cái phần màu sắc nền của cái tin tức thì con có thể đổi nó thành màu đen hoặc màu hồng theo cái phong cách của con riêng. Nếu mà con đổi thành màu đen thì con sẽ phải chuyển chữ thành màu trắng hoặc màu hồng nhá Thảo nhá. Phần này thì cô nghĩ là con sẽ tự mình lập trình được và tìm hiểu để hoàn thiện được bài của mình. Ok. Rồi Hương Thảo đã hoàn thiện cái phần thuyết trình và phần trình bày bài của Hương Thảo. Dạ, Bài cảm ơn. của Hương Thảo cũng tốt rồi.